và buổi sáng hôm nay, ngày 4 tháng 12 năm 2017, phóng sự Hương Sắc Đối Sinh có trở lại sân vận động của huyện Phúc Thọ, nơi trưng bày triển lãm sinh vật cảnh Phúc Thọ, để quan sát những ngày tập kết cây về triển lãm. Ngày hôm nay ngày 4, vậy công việc tập kết cây chỉ còn ngày mai là ngày 5, để sáng ngày 6 khai mạc triển lãm. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi chia sẻ đó là một tác phẩm xanh đang được cẩu xuống đặt ở vị trí tập kết. À, đây là tác phẩm xanh của các anh hội sinh vật cảnh huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội mang lên để trưng bày. Và với những hình ảnh như vậy, chúng ta cũng phần nào thấy được sự sôi động trong những ngày tập kết cây. Và bây giờ Đỗ Sinh sẽ chia sẻ những tác phẩm đã được đưa vào vị trí ổn định, treo thẻ của ban tổ chức triển lãm. Và từ video này, Đỗ Sinh sẽ chia sẻ hàng đầu tiên trước khuôn viên lễ đài với những tác phẩm bonsai đặc biệt. Triển lãm sinh vật cảnh huyện Phúc Thọ lần thứ 2 năm 2017, từ ngày 6 đến ngày 19 tháng 12 năm 2017, nơi hội tụ những siêu cây Việt Nam. Mời các bạn cùng thưởng thức. Và cũng thật là vô tình, sau khi chia sẻ hình ảnh của tấm phông triển lãm sinh vật cảnh huyện Phúc Thọ, thì tác phẩm đầu tiên và người đầu tiên tôi gặp để tôi chia sẻ trong khuôn viên triển lãm ngày hôm nay là anh Tránh, anh Tranh Tranh. Anh Tranh đã gặp tôi ở câu lạc bộ sinh vật cảnh xã Hữu Bằng. Anh có mang hai tác phẩm đến, một là tác phẩm phi lao và tác phẩm cây si. Chúng tôi chia sẻ đầu tiên bằng tác phẩm phi lao của anh Tranh. Vâng, xin chào anh Tranh nhé. Đây là một sự vô tình mà chúng tôi đã gặp nhau hôm nay là lần thứ hai. Sau khi tôi chia sẻ một số những tác phẩm cây cảnh ở khuôn viên vườn cảnh nhà anh Tranh ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở triển lãm. Sau đó anh giữ cho tôi cái tấm thẻ để tôi chụp cái tấm thẻ gắn với tác phẩm ở triển lãm của Phúc Thọ anh. Vâng. Anh đưa cái tấm thẻ lên. Trời bắt đầu nắng to rồi. Đây là cây phi lao của anh Nguyễn Đình Tranh. Chúng ta có số điện thoại. Các bạn mà có tâm yêu thích tác phẩm phi lao, chúng ta sẽ gọi điện cho anh Tranh theo số điện thoại như trên. Vâng, cảm ơn anh. Chụp cái đường cò này ạ. Đường cò thân ngoài ngoài vậy. Ngoài phát lên cổ. Vâng. Với tác phẩm phi lao này, chúng ta thấy là có những cái nét, cái điểm nhấn nghệ thuật rất cao ở những cái chỗ chuyển hướng tay cành rất là kỳ quái.
Tôi nhớ là cách đây 2-3 tháng thì phải. Vâng. À, sau khi kết thúc cái câu lạc bộ Hữu Bằng, vâng. À, tôi có về nhà anh Tranh giới thiệu những tác phẩm trong khuôn viên vườn cảnh và những cái phôi. Anh là những người ở Hữu Bằng với niềm say mê cây cảnh rất là đặc biệt. Với vườn cảnh của anh nhiều những cái phôi rất là cao cấp và chủ yếu là phôi Nam Điền. À, tôi có hơi tò mò một tí anh Tranh ạ. À, anh có thể cho tôi biết được nếu mà có khách giao dịch cây phi lao này anh lấy giá bao nhiêu không? À, cái giá thì em ra nó còn độ 180 triệu anh ạ. Vâng, chúng ta vừa nghe anh Tranh báo giá cây phi lao. Vâng. 180 triệu. Chuyển ống kính sang phía đối diện để chúng tôi cùng thưởng thức. Đến ngày hôm nay thì sau khi tan sương mù là bóng lắng rất lớn, cho nên ở vị trí ngược sáng chúng ta cũng cố gắng để lấy cái bóng dáng tổng thể của tác phẩm phi lao hướng ngược lại như thế này. Cũng rất đẹp. Vâng, tôi phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh chúc mừng anh Tranh nhé. Có một tác phẩm phi lao đẹp như thế này. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang cây si của anh mang đến dự triển lãm ngày hôm nay. Khi bước vào sân vận động, tôi lấy hình ảnh của cái phong ban tổ chức xong thì người gặp đầu tiên mà giơ tay chào tôi đó là anh Tranh. Mà sau khi quay trở lại gặp anh bắt tay mới biết là đây chính là anh Tranh ở Hữu Bằng. Đây là một tác phẩm si cổ. Và với cái tấm hình mà tôi vừa chụp anh ở cây phi lao ạ, thì chính là cái ảnh bìa của cái video này anh nhá. Có thể là tối nay hoặc trưa mai là anh xem. Chắc là khoảng tầm 4-5 giờ chiều hoặc 11 giờ trưa mai nhá. Vâng. Hai cọng cây ở đây. Đẹp quá. Có anh ạ. Phi lao uốn được như thế này ạ. Nó tự nhiên ạ. Và bây giờ phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh xin chia sẻ tiếp với các bạn một những cái tác phẩm. Thank you.
Và đến đây chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm xanh trực hoạt, ôm đá thấm thủy như thế này. Bóng nắng lớn đâm ra là dưới thân bệ, bóng của tay cành, của tán lá in xuống thân bệ lốm đốm. Và đây là tác phẩm đa cổ của ông Nguyễn Văn Lộc mà cách đây 10 ngày Đỗ Sinh đã về xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, chia sẻ vườn cảnh nhà ông Nguyễn Văn Lộc với tác phẩm đa trước ống kính hiện tại bây giờ. Hôm đó Đỗ Sinh chia sẻ một tác phẩm đa và tác phẩm đề. Và đến ngày hôm nay, hai tác phẩm này đã có mặt ở triển lãm Sinh vật cảnh Phúc Thọ. Và đây là tác phẩm cây đề của ông Nguyễn Văn Lộc, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. Với vóc dáng tổng thể của tác phẩm đề, Đỗ Sinh xin dừng video thứ nhất của ngày mùng 4 tháng 12 năm 2017. Những ngày tập kết cây về triển lãm Phúc Thọ. Vâng, chào anh nhé.